bây giờ đạp ra lỡ chị Thư ngã ra xong rồi ô tô đi qua thì sao, hả lỡ làm sao sao con này hả, không mình nghĩ à, bà mẹ không mình nghĩ à, nó bảo vì vợ chồng mình lật mặt nên là nó sẽ không để yên cho vợ đâu. Thế bây giờ chồng vào đưa vợ vào gội đầu đã, xong bắt đầu là xem người ngông có làm sao không, thay quần áo rồi chồng trở lên chậm xá, bây giờ chậm xá bây giờ phải rửa vết thương đi, đang bị nó nhiễm trùng đi đây làm sao cần đến đâu. Thôi cố gắng lên vợ, bây giờ chồng đưa vợ đi lên kia gội đầu xong rồi xem người ngông làm sao, chồng trở đi chậm xá nhá. Đúng rồi, gội đầu lưng lắm. Bây giờ gội đầu cho sạch thì mới lên viện được kìa. Gội đầu cho sạch sẽ rồi là về về đấy chỗ quán quen của chồng. Không biết đâu, lúc nãy mẹ với Nhung mơ chỉ nhục vợ như nào đâu. Tôi cố gắng lên. Không còn từ gì để nói luôn đấy. Mẹ bảo vợ là cái loại vô sinh xong rồi á, bán cho theo chồng ấy. Thế là mẹ với cả Nhung hết đúng chắc chắn đúng không? Vợ nhìn thấy đúng không? Thì là Nhung với mẹ nó còn đánh nhau ấy mà còn gì nữa. Xong rồi con Nhung nó cứ xúi mẹ, nó bảo là tất cả là mọi chuyện là do vợ xúi dục chồng nên là chồng mới thay đổi như thế. Chứ còn thật ra chồng không như vậy. Bây giờ không nghĩ mẹ nghe lời không? Bây giờ không nghĩ nghe lời nữa. Bây giờ dù thế nào thì bình tĩnh nói chuyện, nhưng làm sao mà mẹ này cư xử như thế làm sao mà được. Chắc là đều do con Nhung nó xúi mẹ rồi. Không cơ thể cư xử người là mẹ là người lớn tuổi rồi. Con Nhung nó xúi mà nó cứ kích như nó cứ kích đẻo vào ấy. Nó bảo là phải lấy bùn đổ vào người vợ để cho vợ nhục cảm, biết cảm giác nhục như nó đang ở trong chuồng chó ấy. Bây giờ nó lại hắt bùn vào người vợ xong là nó lại đạp như thế lỡ đâu ngã ra xe ngã ra làm sao. Nó còn bảo là cứ gặp vợ ngoài đường là nó đánh. Con này nó mất dạy thật đấy. Bây giờ đạp ra lỡ chị Thư ngã ra xong rồi ô tô đi qua thì sao, hả lỡ làm sao sao con này hả, không mình nghĩ à, bà mẹ không mình nghĩ à. Nó bảo vì vợ chồng mình lật mặt nên là nó sẽ không để yên cho vợ đâu. Thế bây giờ chồng vào đưa vợ vào gội đầu đã, xong bắt đầu là xem người ngông có làm sao không, thay quần áo rồi chồng trở lên chậm xá, bây giờ chậm xá bây giờ phải rửa vết thương đi, đang bị nó nhiễm trùng đi đây làm sao cần đến đâu. Chứ như này chết gió, bây giờ nó đẹp như này. Em xuống đi, em xuống đi. Thưa nào, thưa rửa qua gội đầu đấy. Đúng rồi. Anh đánh xe. Đi vào đây chị ơi. Chị ơi. Anh ơi, chị có ăn nhà không hả anh? Không có nhà đâu. Chứ mà chị không có nhà, không có ai gọi đầu anh kia đâu. Anh không có nhà anh ạ. Sao không ai nhà? Anh chủ quán bảo là chị chủ quán không có ai nhà, bây giờ không có ai gọi. Đi đi, vợ lên đây chồng gọi cho ạ. Nhưng mà chồng thì xin... Em xin nhờ anh xem vào nhà xem có nhà tắm không để dội qua cho thư người đi ạ. Không, bây giờ về dưới nhà vợ bố nhìn thấy vợ đập chết. Ừ, giờ bố biết đi vào đây cho mấy không? Tôi không vội quá. Bố đập trước đi á, bố đập trước đi á. Bố đập trước đi. Bây giờ để em lấy trong kiếm cái áo hay là ấy cho nó. Anh ơi, anh cô nhà tắm một cho đứa em nó vào nó gội nhờ cái. Cho mày này. Có. Chưa đi vào ấy nhờ anh một tí. Dạ, bây giờ đi tìm con Nhung ở đâu mẹ rồi, con này xảo trá thật đấy. Dạ, nó cứ vợ ấy mẹ em xong rồi bây giờ để mẹ em đi theo nó này chết dở thật. Anh không ngờ cái con này nó lại làm những cái trò này cơ. Bực hết cả mình. Con này xong một vụ này hôm nào anh em mình phải cho nó còn tội bùn nhiều hơn như này luôn. Cho nó ngập đầu luôn. Cày, giờ không biết nó lại trốn thôi mà. Về bây giờ không thấy nó đâu, nó lại chắc lại đi đâu, nó trốn luôn rồi. Ẩm lại mẹ em cũng quá đáng thật. Nghe lời nó đi dội bùn chị Thư. Ui, sao lại làm như thế nữa. Con này láo thật. Càng ngày nó càng láo thôi. Giờ không biết thế nào. Anh ơi. Ôi, dạ. Vào xem, em vào xem thảo rồi qua người đi. Quẩn hết rồi. Bác xót đúng không? Này xong rồi vào vết thương nó nhiễm trùng ấy chị ạ. Thầy rửa sạch đi nhưng mà nên bàn gội thì nó đỡ bẩn còn người ta sửa chết. Đúng rồi. Xem em gội sạch cho Thư đi. Gội sạch hết đi. Bẩn lắm anh ạ. Nó hắt như kiểu là nó trộn bùi với mắm tôm hay sao ấy. Thế luôn. Mùi kinh lắm. Mùi không phải mùi bùi đâu anh ạ. Từ mắm tôm
toàn cả mùi bắt tôm luôn. To nước nữa ra tí nữa. Rồi ok. Rồi mắt đi, rửa mắt đi. Sao bây giờ con này nó quá đáng thật sự luôn ấy. Con này càng ngày nó càng quá đáng. Nó bảo em là sau cái gặp em ở ngoài đường là gặp đâu đánh đấy. Cái con này hôm nào anh em mình mà anh em mình đi tìm người đi tìm nó luôn. Em đợi Thu xong rồi em nôi ra rồi em mẹ hát bùn lại y xì như ở nó hát bùn cho nó còn ngập đầu hơn. Ngập hơn đi chứ. Cho hôm nào nhá mà em tìm được nó nhá, em hát đúng vào mặt nó đúng như nó hát như mà. Cho nó ấn đầu xuống hẳn xuống bùn luôn. Kín hết đầu luôn. Để tóc ta là bây giờ dính bết hết rồi. Dính này làm sao rồi. Nó không biết nghĩ trước nghĩ sau mà nó hết như này nó lỡ vào mắt sao anh? Cái con này sao lại náo thế nhỉ? Rửa vết ra chứ. Rất chi là mất dạy, em thấy rồi, nghĩ em tay. Thôi chồng đang đi cùng anh Trường đang đi mua cái điện thoại. Ê xong rồi cái thằng ấy nó gọi một cái là chồng chạy ra. Tốt cả ruột. May mà có hai anh đấy chạy ra cứu giúp, nên không là lúc đấy em mẹ có đánh nữa. Sao ông đấy đi đường à? Vâng, ông đấy đi đường. May vào hàng đấy không này. Nên là hai anh đấy mà chạy vào can, nên là bắt đầu mẹ đi chung mới chạy đi ấy. Cố thân như là. Thôi may... trong bảo cùng bảo anh chủ ở trong bộ quần áo bảo lạnh lắm. Người đang đang đây không? May. Mày ngờ xem mình có chưa? Dạ vâng. Để anh vào xem. Anh về anh thấy em đi. Mưa bão rồi mà. Giờ cố thân, cố gắng nhá để chồng sau vụ việc này chồng sẽ lấy lại công bằng đúng không ạ? Chứ không bao giờ để vợ phải thiệt chịu thiệt như thế. Nó biết là bây giờ vợ đi cùng mình nên là nó như vậy đấy. Xong bây giờ nó còn dụ cả mẹ đi cùng nó đây. Vợ đi đâu á, vợ đi đứng phải bảo cả chồng đi cùng chứ không được như thế nhá. Sao là nếu hôm qua lên nó này. Đây này, hôm qua nó cào chỉ thư này. Đây em nhìn này, cào rách mặt chỉ thư luôn. Con này quá đáng thật đấy. Sao hôm nay lại đánh chị nữa. Đây không biết thư có mặc vừa hay không. Nhưng mà chắc là mặc không biết có mặc vừa không. Đi vào cái thay đi. Chị vào thay đi. Chị thư. Bạn đi vào trong kia, bạn thử cả chiếc cổ của người cổ nhá. Xong là lát ra đeo đầu cho xong nhá. Bây giờ bực thật anh ạ. Em không biết phải làm nào nữa. Bây giờ... con này nhá, bây giờ là... gội đầu viết cho Thư đi, xong là anh em mình đi sẽ tìm lùng được con này là phải... anh em mình phải kiếm cái thùng bùn là phải dội đó, còn ướt hơn như này. Em thế thôi em. Ấn luôn xuống em, đầu em, luôn, xuống bùn luôn, lấy một cái thùng bùn to. Xong em dội vào người nó đúng như nó dội từ trên đầu dội xuống luôn cho nó đáng đời luôn anh. Chừa đi. Nhưng mà chắc chắn là nó sai em chứ không đúng em như thế đâu. Đúng rồi. Mẹ bình tĩnh như thế đâu. Đi ra kia đi, đi ra anh em ra kia đợi Thư đi. Đi. Nấu cửa anh cho chị. Xong chưa? Xong chị. Thôi em gội luôn cho Thư đi. Đây gọi là xem người gọi xem người gọi luôn đi ạ. Cho sạch sẽ rồi mới lên cảm xá được Thư. Được rồi, được rồi. Chảy hết lưng rồi ạ? Chảy hết lưng rồi. Mẹ con này nó náo thật. Sao giờ nó lỡ về nó phải đẩy Thư đi đến lỡ Thư thì sao? Mà nó vẫn đẩy. Con này càng ngày nó càng quá đáng rồi. Buồn tí là lên đoạn trái em đây là vết trùng ấy. Nó không đập gì vào đầu không? Không ạ, lúc đấy... À đầu giờ tan đất này. Tan đất đấy. Thôi rộ đưa đi không? Rồi. Anh cũng kỹ chị. Nó tận đá anh ạ. Anh... đúng rồi, anh gọi kỹ cho chị không bị nhiễm trùng đấy. Cháu người quệt xuống hết đã xong, xảy hết người. Xảy hết người mà. Đấy, bác Cung với cả là Nhung giày em xuống giường xong rồi là đạp em xuống. Con Nhung có đạp hả? Vâng. Thế là nó tức ngay em rồi cái lúc mà... Chắc tức từ hôm qua anh em mình ngấy đâu rồi. Đấy, hôm qua anh em mình lật mặt với nó đấy, nó tức đấy. Hôm nay là chắc là nó về nó khoe với em, nên em mới đi, em làm thế cái Thư chứ. Còn nay lần này anh em mình về mà thấy ở nhà cho con này cũng chậm. Đã thế nhá, đã thế anh ạ. À. Em mấy đứa xong em đưa Thư lên chạm giá đấy mà không sao. Em về em xử lý nó, em ra ngọc nó, xong em giả vờ như em chưa biết chuyện gì. Em gạ nó ra, xong rồi là em giả vờ như kiểu là chưa biết chuyện gì mà nó xử lý Thư cái gì cả. Em ra ngoài nhà em hút cái xô bụt nó, em tạt một mặt nó, như nó tạt mặt Thư. Phải đánh không trận anh, nó chửa cái tội. Cho chửa cái tội. Còn này thì cầm cái xô bùn ý, thì rộ nó từ đầu xuống chân luôn ý. Đúng rồi. Cho nó biết không? Cho nó đỡ đi gọi là...
bắt lại cảnh giác. Đàn giác này quá đáng không buồn. Thế nào mà may lại gặp được ai thằng đấy chứ nhỉ? Tôi đi đâu qua? Đấy á, bác có chị kia nhưng mà bị đánh em tiếp, vừa hất bụng sau bị đánh em tiếp thì hai thằng đó ra đấy chạy ra là anh ba, thế là hai đấy bảo mẹ ơi, bảo bác cũng tất cả là Nhung đi về đi, thế bắt đầu bác cũng như mẹ chứ có hai thằng đấy mẹ em thằng đấy về. Vâng, hai ông kia cũng gặp, thế may cũng có hai ông đấy, chắc lại nó vẫn giải đi đánh tiếp đi, nó giải đi nữa ấy. Đúng rồi, may đấy, cũng may có hai anh ấy không thì gọi điện thoại được chưa bao? Là mãi sau mi gọi cho không được, mi gọi cho anh Trường. Anh Trường anh đưa điện thoại mà không biết đâu. Anh đang xuống, anh hai anh em đang định đi xuống kia lấy cái điện thoại thế nào? Từ lúc đấy máy anh bị anh vào mua cái thẻ cào thì tự dưng nó gọi điện nó báo anh, xong anh chạy lên bảo kia luôn thì chứ ừ. Hai anh em phi ra luôn. Mai sao thì nó chỉ đến nhèm thế thôi. Nó đạp xe ô tô hay là xe máy đi qua nó ngã ra cái nó đi làm sao. Đúng rồi đấy. Nó quay thử này. Chả biết làm sao luôn. Được. Con nạn vừa giờ. Nhìn con chưa ấy nó bán em dai cả đấy. Còn cái con đấy bố mẹ nó đẻ nó thì biết được để yên mình nhỉ. Nãy em còn nghe thấy mà bác Phúc với cả nó bàn kế hoạch là sẽ về bắt anh kia phải yêu nó tiếp chứ không cho anh kia quay về với em. Ừ. Chị qua này rồi, thằng đứa em một khi em dọn mẹ này. Quá chờ chẽn luôn. Không, mẹ nó đang ở. Tôi không ở đây. Ở đây mà nó phá này mà chết. Ừ, suốt ngày nó phá. Nó tìm mọi cách để nó phá anh chị. Này có khi tìm chuyển ra chỗ nào kín thẳng ở đấy luôn, không cho ai biết luôn. Cái cả là bây giờ là mình cũng không thèm động vào nó, lỡ nó này bởi vì kế hoạch ra để nó kiện anh ạ. Nó giả vờ ấy, lại mệt nữa. Nó cho mình vào trong ấy. Nó giả vờ ấy, nó tham hại mình thì không biết được đâu. Xem sai chưa? Bộ hộ sai khỏi. Mẹ rồi, có bị đứt tóc nhiều không? Mẹ giật. Cả cúc, cái cả là cái giật ấy. Trời sắp mưa sao? Cũng cả tóc luôn à? Trời sắp mưa nhỉ? Trời sắp mưa rồi. Trời sắp mưa luôn. Thôi giờ mình nghĩ rồi thì nhá. Thì chồng tối về chồng nói chuyện với mẹ xong rồi chồng nói chuyện với con Dung. Mấy anh em bảo quản mấy anh em ra nói chuyện với nó để xem thái độ nó như nào. Thì để nhắn tin hay là gọi nó ra làm gì nhá. Ông gọi nó ra này, nó đánh chị nữa đây. Bởi chị đi đâu phải có ai bảo anh đi cùng. Bởi vì chị không muốn kiểu là bắt anh kia đang bận này nọ xong rồi bắt anh kia đi cùng nên chị tự đi. Không nghĩ là tự đi là bị ăn đánh thế. Nó vẫn sẽ đau. Cái phải ngã mạnh mới mùi mới ra được. Mùi nó bán cắt tóc. Cầm cả tóc rồi. Còn nào? Tối nay chồng về nói chuyện với mẹ xong như thế nào? Sau này đừng đánh vợ như thế, đừng có con đi cùng với như vậy. Không, bây giờ quên mình không xin hai số ngay đâu kia. Sau bắt đầu là mình kéo đâu ấy, là có gì á? Có ra công an này là có mình nằm bằng chứng đâu. Quên mất, không quên hỏi nào ngoài đâu. Nhưng mà anh có số mà. Anh có số, nó vừa gọi vào máy anh đi còn gì. Đúng rồi, nó có số mà. Đúng không? Nó có số vừa gọi vào máy anh đấy. Để xem là mình lên công an mình trình báo công an mình còn bảo hai ông ấy lên xem là lấy lời khai kiện lại luôn anh ạ, kiện lại luôn cho nó đi tù luôn, nó biết luôn mẹ nó bố láo các em. Xong hội đầu xong rồi chúng tôi xem là lương nhất làm sao mình lên làm sáng không nhá. Thôi gọi nhanh một tí em ạ, còn hơn cái còn đi lên bệnh viện nhưng mà ở đây lâu quá không được. Đất nó bám vào tóc, sạch hết tất đi là được. Có bây giờ đi lên bệnh viện thì có còn muộn đi. Đúng rồi, muộn sợ người ta làm việc nữa. Sợ người ta nghỉ.